Trong không khí tất bật vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, những ngày này về với phường Hòa Quý của Ngũ Hành Sơn, chúng ta dễ dàng nhận thấy những đổi thay kỳ diệu của nơi đây. Để khẳng định sức mạnh của lòng dân trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Nhìn con đường bê tông trước nhà đã hoàn thành cách đây 7 năm, nhưng với ông Phạm Sĩ, tổ 57, vẫn cảm thấy sung sướng như ngày đầu khi con đường mới được hoàn thành theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Ông cũng như rất nhiều hộ dân khu vực Hải An đã đồng lòng, hiến đất, góp của, góp công để cùng chính quyền biến 40 con đường đất buồn lầy trở thành những con đường bê tông thẳng tắp, khang trang. Kể cả những người già yếu, những người tàn tật như chúng tôi, có cái đường thứ nhất là họ khi đa ốm thì họ vận chuyển, họ cấp cứu nó dễ, khi mà có qua đời thì có cái đường họ đưa đi thấy nó dễ dàng hơn cái bờ ruộng trước đó. Cho nên người dân ở đây họ rất phấn khởi trong vấn đề mà đường xóa được mở ra rộng rãi không thôi. Được người dân họ đồng tình ủng hộ rất là nhiều. Do đó thì cái kết quả thành công trong cái những năm qua là đã lồm hoàn thành được các con đường bê tông và được hỗ trợ vô bác điện đường nữa. Hiện nay trang khu dân cư của Hở On này thì được điện xóa và đường bê tông, đây là không bị té lún như ngày xưa nữa. Và nhà cửa thì cũng được đường rộng. Không chỉ vậy, hàng ngàn hộ dân ở Hòa Quý sẵn sàng bàn giao mặt bằng xây dựng các dự án, hình thành nên những khu dân cư mới với những ngôi nhà cao tầng, khang trang, nhiều tuyến đường, cây cầu bắc qua sông nối liền với các địa phương khác trên địa bàn thành phố. Đây là minh chứng rõ nét nhất của ý đảng lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng với sự quan tâm, đầu tư của thành phố và quận. Là một địa phương thần nông, nghèo, trời mưa thì lại lội, nén thì bự ám, nhưng mà dưới sự đầu tư của các ngành thì hiện nay phường Hòa Quý là cũng là một khu đây đang phát triển. Con tròn hiện đã có tuyến đường kiệt hẻm trong khu dân cư đều được bê tông hóa, người dân đều rất đồng thuận. Còn đối với là hiện năm 2022 thì có 9 dự án đo bằng giao mặt bằng và đo triển khai, thì trong tương lai nếu như tất cả những dự án trên địa bàn phường phát triển thì chắc chắn phường Hòa Quý sẽ là phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Hòa Quý hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, một đô thị khang trang hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những kết quả của hôm nay sẽ là nền tảng, hành trang để phường Hòa Quý tiếp tục thực hiện thuốc phương châm, đảng nói dân tin, mặt trận đoàn thể vận động, dân theo, chính quyền làm, dân ủng hộ.